Xin chào tất cả các bạn, mình là Cao Cường và mình đến từ shop6tốt.vn. Hôm nay mình làm cái clip để test cho các bạn về cái âm thanh và giới thiệu về cái cây sáo DigiDen bên mình. Cây sáo DigiDen bên mình được bọc giả ngọc hai đầu. Bọc giả ngọc hai đầu được quấn các cái vòng cước dọc thân sáo giúp cho cây sáo được chắc chắn hơn. Khi các bạn rơi ở một cái độ cao không quá cao thì không bao giờ nó bị dập hay là vỡ. Đấy. Và nó được sơn màu màu đen. Sơn màu đen tuyền này. Sơn màu đen cao cấp các bạn nhé. Nên là cái chuyện mình dùng bình thường hàng ngày mình dùng thổi hay là mình va quẹt nhẹ thì không bao giờ sợ bong chóc sơn. Bây giờ mình sẽ thổi thử cho bạn nghe về cái âm thanh của nó. Âm thanh mộc, mình bán sản phẩm thật, chất lượng thật và hình ảnh thật, nên là mình sẽ không thổi qua cái phần mềm lọc tiếng hay là qua mic hay thu âm gì cả, mình thổi trực tiếp luôn. Đây là cái âm thanh của nó. Thì cái cây sáo này mình bán với giá là 170 ngàn. Khi đó các bạn đã được tặng kèm theo ba phụ kiện. Đó chính là một túi nhung đựng sáo, một túi nhung đựng sáo, một túi màng rung và một túi keo dán màng chuyên dụng cho sáo DG. Cái keo dán này rất ít shop có. Đấy. Thì đó các bạn tặng kèm ba sản phẩm nhé, ba phụ kiện nhé. Và trong cái tầm giá 170 ngàn này nó còn hai màu nữa, đó chính là màu xanh ngọc và màu trắng. Màu xanh ngọc và màu trắng mình cũng đã có clip test rồi. Đấy, ba cái loại này thì âm thanh nó như nhau, nó chỉ khác nhau về màu sắc thôi, đều là cùng một dòng, cùng một giá, âm thanh như nhau và tặng kèm phụ kiện cũng như nhau luôn. Thì các cái sản phẩm này mình đã có đăng ở trên Sendor và Shopee. Thì các bạn nào muốn mua đấy, được hỗ trợ đấy, bên Sendor và Shopee họ sẽ hỗ trợ cái phí vận chuyển. Nếu bạn nào mà muốn mua mà được miễn phí vận chuyển, các bạn qua cái link bên dưới, mình sẽ đặt một cái link trực tiếp sản phẩm bên dưới. Các bạn click với cái link mình đăng bên dưới đó thì các bạn sẽ mua trực tiếp ở cái trang xe đỏ trên Shopee, các bạn sẽ được miễn phí vận chuyển. Có nghĩa là các bạn chỉ cần bỏ ra 170 nghìn, các bạn đã có cái cây sáo này đến tận tay các bạn rồi. Đấy. Còn nếu mà các bạn nào mà cảm thấy khó khăn mà trong cái quá trình đặt hàng ấy, hoặc là có bất kể cái thắc mắc gì thì các bạn alo trực tiếp qua mình, cho mình qua số điện thoại là 0962 297 417, hoặc là nhắn tin cho mình qua Zalo hoặc Facebook Cao Cường. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.